lúc bấy giờ cụ thọ xá lợi tử hỏi mãn từ tử, tử tại sao gọi là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại thừa mãn từ tử, tử đáp xá lợi tử nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương bố thí ba la mật đa, chẳng thấy có bố thí, chẳng thấy có bố thí ba la mật đa, chẳng thấy có người cho, chẳng thấy có kẻ nhận, chẳng thấy có vật cho, chẳng thấy có pháp ngăn trở thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát nương bố thí ba la mật đa nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện nương tịnh giới ba la mật đa chẳng thấy có tịnh giới chẳng thấy có tịnh giới ba la mật đa chẳng thấy có người trì giới chẳng thấy có kẻ phạm giới chẳng thấy có pháp ngăn trở thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát nương tịnh giới ba la mật đa nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện nương an nhẫn ba la mật đa chẳng thấy có an nhẫn chẳng thấy có an nhẫn ba la mật đa chẳng thấy có người nhẫn chẳng thấy có cảnh để nhẫn chẳng thấy có pháp ngăn trở thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát nương an nhẫn ba la mật đa nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, nương tinh tấn ba la mật đa, chẳng thấy có tinh tấn, chẳng thấy có tinh tấn ba la mật đa, chẳng thấy có người tinh tấn, chẳng thấy có kẻ giải đãi, chẳng thấy pháp ngăn trở, thì này xá lợi tử, đó là đại bồ tát nương tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện nương tịnh lự ba-la mật đa chẳng thấy có tịnh lự chẳng thấy có tịnh lự ba-la mật đa chẳng thấy có người tu định chẳng thấy có kẻ tán loạn chẳng thấy có cảnh giới định chẳng thấy có pháp ngăn trở thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát nương tịnh lự ba-la mật đa nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba-la mật đa lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện nương bát nhã ba la mật đa chẳng thấy có bát nhã chẳng thấy có bát nhã ba la mật đa chẳng thấy có người tu tuệ chẳng thấy có kẻ ngu si chẳng thấy pháp quá khứ vị la hiện tại chẳng thấy pháp thiện bất thiện vô ký chẳng thấy pháp dục giới sắc giới vô sắc giới chẳng thấy pháp học vô học phi học phi vô học chẳng thấy pháp kiến sở đoạn tu sở đoạn phi sở đoạn chẳng thấy pháp thế gian xuất thế gian, chẳng thấy pháp sắc vô sắc, chẳng thấy pháp hữu kiến vô kiến, chẳng thấy pháp hữu đối vô đối, chẳng thấy pháp hữu lậu vô lậu, chẳng thấy pháp hữu vi vô vi, chẳng thấy pháp bị ngăn trở. Thì này xá lợi tử đó là Đại Bồ Tát Nương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi tử nên biết đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa lại nữa xá lợi tử nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu bốn niệm trụ, vì chủ động sự tu hành nên tu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì chủ động sự tu hành nên tu pháp môn giải thoát không, vì chủ động sự tu hành nên tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì này sáng lợi từ đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu bốn tịnh lự, vì chủ động sự tu hành nên tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì này Xá lợi tử, đó là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và Đại Bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu bố thí ba la mật đa vì chủ động sự tu hành nên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì này sáng lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại thừa nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu năm loại mắt vì chủ động sự tu hành nên tu sáu phép thần thông thì này sáng lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại Thường. nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu mười lực của phật vì chủ động sự tu hành nên tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng Chí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì này xá lợi tử đó là đại bồ tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên nương vào đại thừa nếu đại bồ tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu dùng vô sở đắc làm phương tiện vì chủ động sự tu hành nên tu nội không